Công ty Điện lực Quảng Ninh vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long, ông Nguyễn Đại Cương. Theo đó, việc tạm đình chỉ chức vụ được thực hiện kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9. Tại quyết định này, Công ty Điện lực Quảng Ninh yêu cầu ông Nguyễn Đại Cương có mặt tại Điện lực thành phố Hạ Long để phục vụ khắc phục lưới điện sau cơn bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của Điện lực. Theo nguồn tin của tuổi trẻ online, việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Đại Cường có một phần lý do là mất liên lạc với ông Cường, việc này làm ảnh hưởng tới công tác khắc phục hệ thống lưới điện và các hoạt động điều hành khác của Điện lực thành phố Hà Long. Cũng theo nguồn tin này, do ảnh hưởng của bão nên mấy ngày qua tại Quảng Ninh, việc liên lạc gặp khó khăn, đặc biệt là sử dụng sóng Viettel. Trên thực tế, việc phối hợp liên lạc của các lực lượng trong ngành điện vì thế bị ảnh hưởng nên công tác khắc phục hệ thống điện gặp khó khăn. Thành phố Hạ Long là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi toàn thành phố mất điện từ khi diễn ra cơn bão số 3. Đến nay đã 4 ngày trôi qua, nhưng việc cấp điện trở lại mới được một phần, nhiều địa bàn trong thành phố vẫn không có điện. Theo công ty điện lực thành phố Hạ Long, trên địa bàn hiện có trên 111.000 khách hàng. Do ảnh hưởng của bão số 3, toàn bộ 38 trên 38 đường dây trung áp và trạm biến áp bị sự cố trên 250 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng. Sau khi bão đi qua, ngày 8 và ngày 9 tháng 9, Điện lực thành phố Hà Long đã huy động gần 170 cán bộ, nhân viên và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tăng cường thêm 43 cán bộ kỹ thuật để khôi phục lưới điện của Hà Long sau bão. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho hay, hiện tại các đơn vị phối hợp tốt cùng các đội xung kích, phân công nhiệm vụ và bàn giao khu vực thi công ngay. Trong đó, tổng số nhân lực các đơn vị đang hỗ trợ công ty Điện lực Quảng Ninh khắc phục đến thời điểm hiện tại là có 20 đơn vị, tổng 629 người.